Hỏi bác xem nhu cầu bác làm nào. Bây giờ mình lập cái mảng này, không phải thay mà là lập phủ lên. Lập phủ lên trên. Phủ lên trên luôn. Để cơ bản là phủ lên ngoài rồi giờ mình chỉ ấy thôi, bắn đẹp. Không, vấn đề là một chỗ. Tức là giờ chú phủ lên trên cái lớp này luôn chứ à? Vâng. Cái màng ni lông này nó có thể cho ánh sáng tốt lọt qua hết mà. Mà nhưng mà nó lại không được như người ta thì thường là người ta cái nghề của chúng tôi này thì người ta lập màng PE trước xong rồi vâng. Trên. Vâng. Nhưng mà tôi là muốn thấy nó lách cách. Vâng. Bây giờ phải nó lách cái này ra thì nó cũng lách cách. Nhưng mà nếu mà lên lập thì đi được nào như này. Vâng, vâng. Chui đường này, chui đường này thôi. Thế thôi, bây giờ bây giờ chỗ này bao nhiêu mét vuông chứ nhỉ? Cho đi thắng. Đây, đến đây nào. Bảy mét với bao nhiêu? Đấy, bây giờ báo giá cho bác đi. Bác có cần... À, nhưng mà đây phải dùng nẹp nữa đấy. Cái này phải nẹp chứ. Thế thì vật tư bác mua hay là... Không, bọn cháu làm hết rồi ạ. Bởi vì là bác đi thấy Bình Minh mà. Thì bên Bình Minh bọn cháu cũng nhập vào đấy thôi. Vâng, vâng. Thế Bình Minh đã giới thiệu anh với tôi. Vâng, Bình Minh chưa báo giá cho bác cái vật tư chưa ạ? Có báo giá nhưng mà tôi đã tưởng anh. Vâng, vâng, thế bọn cháu làm nhé. Vâng, vâng, vâng. Cái nè bây giờ nằm ánh mắt theo cái sống kia anh ạ. À. Sống của cái sắt vuông kia kìa. Rồi. Thì mình sẽ bắn ở bên đúng. Trên của cái sắt tròn này cơ. Đấy, sau đó là ly đông mình cài vào dích dắc vào đấy. Cơ bản nó xuôi theo. Vẫn phải bắn, vào cái khung đấy. Hay là bác bọn cháu làm thêm một cái xương lên trên nhé. Để cho nó cách cái lưới ra hay không ạ? Không cần đâu. Không cần, cứ bắn thẳng vào đấy đúng không ạ? Bắn thẳng vào cái xương đi. Cả cái này này. Đây chỉ đi theo cái này thôi, chỉ đi theo dọc nữa thôi. Cơ bản là cháu sẽ phải làm là 3 khung xương. Đây một điểm này. Giữa đỉnh thì một điểm này. Đấy, bên này cả cái mé bên kia nữa. Đấy. Ờ nhưng mà thằng ơi, cái này làm sao bắt được? Bởi vì cái này là nó cái thanh sắt này cài lên trên rồi, làm sao bắt được nẹp? Sao bắt được? Đây. À, hay là bắn trên cái thanh này thôi đúng không? Trên của cái thanh tròn. Đúng rồi, trên cái thanh tròn kia. Chứ không thể bắt vào bên dưới này được. Ok ok, được rồi, thế được rồi. Thế thôi, chỉ cần đi nẹp thôi. Thế còn nhá, cái vòm đằng kia kìa cũng phải có nẹp này. Thấy không? Cái vòm bên mép kia phải có nẹp này. Nhưng mà vấn đề là bây giờ là nếu mà muốn thi công cái chỗ đằng kia là không thể trèo lên đây được. Bạn, vì là người rất là nặng, không thể trèo lên đường mà là bắc thang ở kia thôi. Đẩy ra. Không, cái này làm sao khỏe được. Ông đứng kiểu gì? Cái này yếu này ông đứng kiểu gì? Ông chỉ có thể là ông gỡ cái này ra này, ông bắt dần. Thế á, vẫn đứng được ạ? Thế còn đầu kia là rất nguy hiểm đấy. Đầu kia là cậu phải bắc thang lên đây. Cái này làm này phải có dây an toàn.
Dây thang an toàn. Bắc thang lên đây xong là bắt vào cái kia, bắt vào cái không cái đầu cái này. Được chưa? Đấy, cái phần mép này, 2 mép này là phải có cái nẹp đấy. Nẹp mình cắt mình hơi uốn cong thôi. Được chưa? Cái khung xương này cũng là mà này cũng khá cứng cáp, phải treo đây mới thi công được. Còn riêng cái bắt nẹp này mà anh nơ nửng thang anh không thể bắt được. Đúng rồi. Cái này nhá. Cái này có thể là cắt thành một đoạn này, hai đoạn, ba đoạn xong bẻ ra. Được chưa? Đúng rồi, bẻ cong. Đấy, bẻ cong theo. Được không? Okay. Vâng. Ok rồi bác, cháu xem rồi. Cháu nói là làm thêm một cái khung nữa để bắt. Vâng, bây giờ nếu mà đứng đứng như này nguy hiểm lắm. Cháu sẽ để cháu nói cho bác nghe. Vâng. Đây đây. Cháu không đi dày như theo kiểu này. Mà cháu chỉ đi 3. 3 khung xương là 3 cái vòng. Thế là chỉ đi một sống ở giữa này và hai sống hai bên. Hai đầu lốc này để sau mình cài chính xác để giữ cái mảng inox Israel đấy. Kéo cái đầu căng lên này. Không, thằng đấy mà nếu như chỉ làm 3 thì nó sẽ vòng. Không, bởi vì cái vòng này vòng. Cái vòng này còn mình được kéo. Nếu không thì mình đi thêm đá nữa thì này cháu thêm khung xương. Thế thì đi 1 đường, 2 đường, 3 đường, 4 đường thì theo cái này. Mày theo cái này à? Khoảng cách của các cái nẹp là phải 1 mét ta ạ. 1 mét trở xuống. Thế thì cứ đi theo khung xương cũ này mà. Ừ, theo khung xương cũ này là được. Đang có lưới là đỡ rồi. 3, 4, 5 đường, hoặc là 6, 7 đường. Có đâu? 7 đường. 7 đường nẹp gì? Nhân lên bao nhiêu thanh nẹp? Một nữa. Thanh đẹp là 3 mét đấy. Ba mét. Hai đường hai đốc nữa. Hai đường hai đốc nữa. 1, 2, 3, 4, 5 đường này. Đốc này kia. Đấy là 7 đường. Tức là cái đường dọc đó nhỉ? Vâng. 5 đường dọc và 2 đường sống hay đầu đốc. Thì không nó bốc lên đấy. Không là gió. Gió nó bốc hết. Cái này lưới thì không sao, lưới thì gió nó thổi qua được. Nhưng mà cái này mà đi lông vào thì nó gần như cánh buồm ấy. Biết rồi. Vâng. Các cháu cứ đo rằng, các cứ tính cái thông tin nó xuống cho được. Vâng, vâng, vâng. Mình làm thế có ảnh hưởng gì? Không ạ, bọn cháu làm nhiều rồi.